Tiền yêu công việc của mình. Là một DJ, đòi hỏi Tiền phải luôn sáng tạo và di chuyển liên tục. Nhưng Tiền vẫn có thể vừa theo đuổi đam mê, vừa chăm sóc chu toàn cho thiên thần nhỏ của mình. Nhờ có máy hút sữa điện đôi kép Spectra Dual Compact luôn giúp Tiền mang đến cho con nguồn dinh dưỡng tuyệt vời từ sữa mẹ. Từ ngày có Spectra, Tiên và chồng cũng tình cảm và gần gũi nhau nhiều hơn vì Tiên có thời gian chăm sóc bản thân để luôn tự tin, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Còn anh thì có cơ hội chia sẻ việc chăm con cùng Tiên, dễ dàng hâm sữa mẹ đã được chữ đông chỉ trong vài thao tác đơn giản mỗi khi Tiên vắng nhà. Công việc vệ sinh và tiệt trùng bình sữa thường ngày cũng do anh đảm nhận vì đã có máy tiệt trùng bằng tia UV Spectra. Tiền cảm thấy thật sự hạnh phúc khi có anh và Spectra đồng hành trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, vừa có thể hoàn thành tốt công việc, vừa dành cho con những gì tuyệt vời nhất. Spectra, phong cách chăm con thư thái,